Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh trai tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý đối với tuổi của các anh. Một trong những cái tuổi mà theo em thì nó là chịu tam tai trong năm 2019, 2020 và 2021. Thì năm 2019 là Tỵ Dậu Sửu là 3 tuổi sẽ phải chịu tam tai từ 29, 20, 21, còn các tuổi khác là không có chịu tam tai. Năm đầu tiên thì người tuổi Tỵ thì chịu nhiều thiệt thòi, nhiều cái tai nạn nặng nề hơn trong cái tam tai. Tam tai là gì? Tam tai là 3 năm sẽ rất hay xảy ra những cái việc như tai tiếng, tức là thị phi đó, tai ương, là cái công việc làm ăn nó không được tốt đẹp, và tai nạn và bổn mạng. Tuy nhiên là đáng lẽ đúng ra đó là năm Kỷ Hợi, năm 2019 đó, thì những người tuổi Tỵ sẽ chịu tam tai năm nặng. Nhưng mà người tuổi Sửu, đặc biệt là Quý Sửu của các anh, cũng không phải là tốt đẹp, và thậm chí là cũng không thua gì những người tuổi Tỵ. Vì sao? Vì cái chữ Kỷ của năm á, chữ Kỷ của Kỷ Hợi á, nó khắc cái chữ Quý, cho nên là vừa chịu tam tai lại vừa phải bị thiên can tương khắc nó ảnh hưởng đến công việc, cho nên công việc tài lộc của người Quý Sửu ở trong cái năm Kỷ Hợi nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, không có thuận lợi. Đến giờ phút này là ngày hôm nay là ngày đưa ông công ông táo rồi, thì các anh cũng sẽ tự cảm nhận thấy rằng mình có một cái năm Kỷ Hợi không được thành công tốt đẹp gì cả. Tuy là mới tam tai năm đầu thôi, thì không biết là tam tai năm thứ hai nó sẽ ra sao, nó nặng nề như cỡ nào. Nhưng mà qua tìm hiểu sơ sơ thì em thấy rằng là năm tới tuy là năm tam tai, năm giữa, nhưng mà nó không có chịu quá là sự nặng nề. Tại vì sao? Dù sao nữa thì các anh cũng có được năm lục hợp với địa chi, đó là Tý với Sửu là lục hợp về địa chi. Cho nên là phần nào đó nó cũng cứu giãn được cái sự khó khăn ở trong công việc làm ăn, nhờ cái việc tốt về gia đạo, tình cảm và các mối quan hệ, đặc biệt là về có quý nhân giúp đỡ cho mình ở trong cái năm Quý Sửu, cái năm Canh Tý. Hy vọng rằng là những cái gì mà em tìm hiểu được sẽ đem đến khá là nhiều cái thuận lợi cho các anh. Sao chủ của năm cũng không phải là một cái sao chủ quá xấu về mặt phương diện làm ăn. Người Quý Sửu là người siêng năng, chịu khó làm. Tuy nhiên đó là do là thích cái sự an nhàn nhiều quá, thích đi bước nào chắc bước đó, cho nên tài lộc không vượng phát được như những cái tuổi khác. Nhưng thí dụ như là cùng là ngang ngang tuổi với nhau, Quý Sửu Giáp Dần, thì người Giáp Dần họ mạnh mẽ lắm, họ làm cái gì họ cũng vươn lên, họ cũng cố gắng, họ coi như là làm lớn được. Còn người Quý Sửu thì lại thích cái sự an nhàn, làm cái gì đó cũng có sự chắc chắn, và đôi khi suy đi tính lại nhiều quá thì cơ hội nó vụt qua mất. Rồi trở lại cái vấn đề chính của cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của mọi người, thì xét tử vi của nam Quý Sửu ở trong năm 2020 thì là những người Quý Sửu thì là phải là những người sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1973 dương lịch cho đến ngày 02 tháng 2 năm 1974 dương lịch. Đó là những người chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi Quý Sửu. Tuy nhiên là sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như những người sinh từ tháng 1 tới tháng 3 thì là thuận sinh mùa xuân, trâu mùa hạ thì đỡ hơn từ tháng 4 tới tháng 7, cái kiểu như vậy. Còn tùy vào cái tháng sinh, thuận sinh hay là nghịch sinh, để mà biết là con trâu này cực hay con trâu này sướng. Còn phải xét nhiều thứ nữa là ngày sinh bổn mạng. Như vậy là người mà Quý Sửu là mạng tan đối mộc, tức là gỗ cây dâu đó ha. Người ta nói là cốt là tốt, cốt của con tướng tinh là của con cốt, lại là tuy là trâu nhưng mà cốt là cốt con chuột, nhanh nhạy. Tướng tinh này là tướng tinh con heo, chứ không phải là cốt con người tuổi con trâu mà cốt luôn của con trâu. Đặc biệt ha, người thì mạng mộc gặp năm Canh Tý
là canh, tí là thổ. Như vậy là bổn mạng là mộc khắc thổ, là tức là bổn mạng khắc năm, trung bình hơi hơi xấu một tí xíu, chủ về sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm. Xét về trụ mạng, sao chủ của năm là sao thủy diệu. Người ta nói sao thủy diệu là dễ có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo, đặc biệt là rất nếu mà có tan môn ở trong mệnh hoặc là tan môn ở trong cung xung chiếu thì gia đình rất dễ có chuyện chia lìa, mất mát. Cái thuộc tính của sao thủy diệu á, là một cái ngôi sao tốt về tài lộc. Đặc biệt đó là sao thủy diệu á, là hành thủy, người mệnh mộc là tốt cho người, rất là tốt cho người quý sửu năm mạng. Dễ có cái sự tốt đẹp trong công việc làm ăn. Tuy nhiên sau này á là không có tốt đẹp cho lắm về cái việc trong gia đạo, về có chuyện buồn phiền, đặc biệt là cái sự chia ly, cái sự mất mát. Đó là người quý sửu. Người ta nói sau này á là kỵ nhất á, là vẫn là tháng 9 và tháng 12. Vì hai tháng đó là xung tuổi rồi, còn rất tốt đẹp vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đặc biệt cái sau này á thì nhớ là dễ gặp sự thị phi vì chuyện buồn phiền trong gia đạo mà, rồi gặp cái chuyện trái tai ngay mặt ở trong cái gia đạo của mình. Rồi hạn á của năm á thì là hạn thiên tinh. Người ta nói là hạn thiên tinh chỉ là một cái hạn trung bình thôi, nhưng mà nó thường hay mang lại rối rắm tranh chấp, mang nhiều lời tiếng không có hay. Thiên tinh là hạng chẳng hay mà, ra ngoài mắc phải giả tai ngục hình, cẩn thận cái việc mà mình gánh, nhận cái đồ, nhận gì, nhận dùm anh hùng rơm mà ra nhận cái gì ha, ở tù như chơi ở trong cái năm với cái hạng thiên tinh rối rắm này cộng với sao thủy diệu. Tuy nhiên vận niên là một vận niên rất tốt đẹp, đó là vận niên thử quy điền, tức là chuột về đồng. Người ta nói vận niên thử quy điền là chuột gặp ruộng đầy lúa mà, tiền tài thì có thể nói là một năm không phải mất công suy tính, cũng tự được tự có, thường hay gặp được may mắn bất ngờ và gia tăng tiền tài như là trúng thưởng nhưng mà không có quá lớn. Tại vì nên nhớ mình vẫn là đang ở trong năm tam tai, nhờ thế mà số có tiền tài ở trong năm, đặc biệt rất dễ gặp quý nhân giúp đỡ chuyển hướng vận hàng làm ăn cho mình nếu mà đang ở trong những cái giai đoạn làm ăn bế tắc ở một cái ngành nghề nào đó. Vậy là cũng được đúng không, vận niên ngon. Thiên can thì quý với canh á, là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên canh là thuộc kim, quý là thuộc thủy, có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh, rất tốt cho công việc tài lộc. Địa chi thì sửu gặp tý, hồi nãy đã nói rồi ha, đây là thiên can thuộc nhị hợp nhưng cũng là năm tam tai. Tam tai thì như đã nói nó cũng hay bao trùm những cái việc như tai ương, tai tiếng và tai nạn, nhớ cẩn thận một tí xíu. Như vậy xét chung về mặt tử vi nhìn vẻ ở bên ngoài thì người quý sửu tuy là vào năm tam tai nhưng vẫn tốt đấy. Năm tam tai năm giữa chưa phải là năm nặng nề nhưng sẽ có nhiều cái tín hiệu tích cực tốt đẹp ở trong cái tử vi, đỡ đần hơn cái năm kỷ hợi rất rất là nhiều. Đó là một điều mà nhìn vào cái tử vi vừa rồi mình tổng hợp và phân tích cho mọi người xem. Rồi tiếp đến thì mình xem coi tọa cung tiểu vận và cung tiểu hạn của mọi người nó có cái sao gì hạn gì để mà mọi người có cái biết mà đề phòng cho nét. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là thiên quan nè, lưu niên vân tinh, lâm quan, tiểu hao trực phù. Đây là bộ sao nói chung là có tiểu hao và trực phù thì làm ăn có vẻ là không có được thuận lợi cho lắm, sẽ có nhiều hao tốn, tuy nhiên không quá lớn, cái số tiền hao tốn nó không lớn như là ở trong cái năm kỳ hợi đâu, với tiểu hao chứ không phải đại hao nào trong tọa cung tiểu vận. Còn tọa cung tiểu hạn á thì có nguyệt đức
bị tuyệt khống chế. Nguyệt Đức đây là một phúc tinh, tuy nhiên bị tuyệt khống chế, cho nên Nguyệt Đức cũng không có phát huy nhiều tác dụng. Bên cạnh đó, các phá tinh như là đại hao, tử phù, kiếp sát, phá toái nằm ở trong cái tọa cung tiểu hạn này, hoành hành là khá lớn. Tuy nhiên rất may cho các anh là bị tuần án ngữ ở phía sau những cái phá và bại tinh này, cho nên cái sự hung hại của đại hao, kiếp sát và phá toái nó phần nào giảm đi. Nhưng hãy nhớ rằng đây là cái năm tam tai, bên cạnh mình có cung tiểu hạn thì có các sao như vậy, thì nó rõ ràng là một điều không có tích cực lắm trong cái công việc làm ăn, đặc biệt là những tháng bị xung mạng. Vì xung mạng thì phúc tinh, thí dụ như phúc tinh Nguyệt Đức này sẽ bị phần nào khống chế. Riêng cái tuần không phải là phúc tinh, cũng không phải là phá bại tinh, nó chỉ có đi sau ông nào là ông nắm, ông cắt đầu ông đó thôi, ông chỉ khống chế cái sự khó khăn của cái sau đó, hoặc là cái sự tốt đẹp của cái sau đó đối với người của mọi người. Rồi đó là cung nhị hợp thì có các sao như thiên khôi nè, thiên trù, thiên mã, tam muôn, thi liêm, bệnh, cô thần. Đây là cung nhị hợp có thiên khôi, thiên trù, thiên mã. Đây là bộ sao có nhiều may mắn từ cái công việc, công thời vận, có như là mình có được nhiều cái may mắn ở trong công việc làm ăn. Tuy nhiên có tan môn, cô thần, phi liêm, bệnh, đây là bộ sao lại phá tinh, gọi là đem đến cái chuyện chia ly buồn phiền của cái người mà quý sửu nam mạng. Cho nên là các anh đặc biệt là để ý cái người đàn ông ở trong gia đạo của mình có một cái số dễ có tan, đàn ông lớn tuổi nha. Có thể không phải là ba của mình, có thể là chú bác, có thể là tùy vào cái phước của mỗi người mà nó xảy ra. Rồi cung tam hợp thì có nhiều cái phúc tinh và tài tinh, với thiếu âm, hồng, loan, hỷ, thần, long, đức, dưỡng, đà la. Đây là bộ sao rất dễ có cái chuyện tốt đẹp trong gia đạo, đặc biệt là có cưới gả hoặc là thêm con thêm cháu ở trong gia đình. Với thiếu âm, hồng, loan, hỷ, thần, nếu như các anh nào mà đang ở trong cái giai đoạn mà độc thân thì đây là một cái năm rất dễ có cái việc có người về góp gạo thổi cơm chung, tiến đến hôn nhân trong cái gia đình tốt đẹp ở nhiều mặt đó. Như vậy thì nhìn chung cái tử vi của năm Canh Tý cũng như vận hạn của cũng như là các cái sao trong tọa cung tiểu hạn, tọa cung tiểu vận thì rõ ràng là người Canh Tý, quý sửu trong năm Canh Tý sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn cái năm Kỷ Hợi mà các anh vừa phải trải qua và đầy khó khăn biến cố. Tuy là người quý sửu của các anh là một trong những cái người thích cái sự chắc chắn, làm cái gì cũng so đo tính tới tính lui, nhưng mà mình so đo tính tới tính lui nữa mà thời vận nó không có thì cũng chịu, đúng không? Mình tính cho tốt vô, thí dụ như anh trồng nông nghiệp, anh tính đã rồi, đúng không? Tới ngày tháng đó trời nó không đổ mưa thì bông trái nó không có đạt được cái chất lượng tối đa của nó thì cũng vậy thôi ha. Thì người quý sửu của các anh thì đa phần là rất thích làm nông nghiệp, vốn dĩ những người thích làm nông thích cái sự chắc chắn. Hy vọng rằng với những cái tín hiệu tích cực ở trong cái năm Canh Tý, dù là năm tam tai, thì sẽ phần nào cứu vãn được những cái gì mà xảy ra ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 vừa rồi. Nên nhớ là em đã nói, đúng không? Năm em đã nói từ hồi khoảng tháng 8, tháng 9 ở trong cái năm Kỷ Hợi rồi, năm Canh Tý năm 2020 nếu đúng là một năm sẽ có nhiều cái vận hạn không tốt đẹp, không tốt cho nhà nông, xảy ra chiến loạn đủ nơi đủ chỗ. Tuy là chưa qua năm mới, từ thường thì ảnh hưởng từ tháng Tý, tức là tháng 11
của cái năm cũ cho tới tháng 11 của năm ấy là chịu vận chi phối mạnh của cái năm, thì năm Canh Tý là năm không có chính tinh, chuột mà chuột đất, chuột đào hang nữa, cho nên thường thì là một năm nó sẽ không có nhiều cái sự tốt đẹp cho lắm về nhiều mặt. Mùa màng cũng có thể có biến động lớn ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp ha, với Tý chuột và đào hang thì nông nghiệp sẽ khó có cái trường là mà phát sinh. Những cái năm Canh Tý 1960 thì là một năm rất là mất mùa ở Việt Nam. Còn năm nay thì nói thật, con Canh Tý thì khắp thế giới sẽ mất mùa. Bây giờ chưa gì là thấy là Úc mất mùa rồi đó, cháy rừng kiểu này là Úc mất mùa rồi đó ha. Rồi sẽ khó khăn hơn nữa. Mà bây giờ thì là thế giới mở mà, khi mà thế giới chỗ nào bị biến động thì nó sẽ lây đến những chỗ khác ha. Khói bụi của cháy rừng ở Amazon mới vừa dứt thì tới phiên của châu Úc thì con người ta cũng sẽ bệnh hoạn và sẽ có nhiều cái phức tạp hơn về không khí, mà không khí thì ảnh hưởng đến cây thực vật đủ thứ nhiều thứ ha. Rồi đó là mình sơ khởi cái tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi Khắc Hạch. Thì bây giờ mình sẽ xét xem vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý sẽ ra sao đối với người Quý Sửu. Thì đầu tiên á, tháng giêng của năm Canh Tý là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần là một tháng thổ, như vậy mạng cũng tiếp tục là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp. Nên nhớ là bổn mạng sức khỏe của mình mộc khắc thổ của cả năm rồi, hai tháng đầu năm là hai tháng thổ luôn, cho nên bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng một chút xíu. Thiên can thì đây là cái cặp thiên can tốt đẹp với Mậu hợp Quý, Mậu của Mậu Dần hợp với Quý của Quý Sửu. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc sẽ có nhiều phát triển hanh thông tốt đẹp, tín hiệu của ngon lành. Địa chi Dần Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm sẽ không có nhiều cái biến chuyển xấu đâu mà là tốt đẹp. Với điều này là điều rất là ngon lành. Như vậy với tháng giêng thì người Quý Sửu cũng phải cần để ý cái bổn mạng sức khỏe của mình một tí thôi, còn lại công việc làm ăn và gia đạo thì tốt đẹp. Rồi tiếp đến đó là tháng 2. Tháng 2 là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão chắc chắn là một tháng thổ nữa, như vậy thì bản mệnh cũng sẽ không khác tháng giêng, với mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp. Hai tháng thổ đầu năm này thì bổn mạng của người Quý Sửu không được ok lắm. Các anh nhớ cẩn thận ha, coi chừng những cái chuyện có thể là xây sát tay chân của mình. Thiên can thì không, của tháng 2 không tốt đẹp như tháng giêng. Vì sao? Vì chữ Kỷ của Kỷ Mão khắc chữ Quý, đây là gọi là thiên can bị tháng tư khắc, công việc dễ gặp bế tắc, không tốt đẹp, cẩn thận cái việc hao tài. Nhớ cẩn thận ở trong cái tháng 2. Địa chi Sửu Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Nó cũng sẽ giống như tháng giêng với tình cảm gia đạo, ok, không có vấn đề gì quá lớn. Tốt. Rồi tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì là tháng Kim. Như vậy xét về chủ mệnh là Kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe xấu. Như đã chia sẻ ở những cái video trước thì trong cái mạng và tương khắc á, thì bị tháng tương khắc là xấu nhất, sau đó mình khắc tháng là xấu nhì và sinh xuất là xấu thứ ba. Như vậy thì tháng 3 lại là tháng phải cẩn thận hơn về bổn mạng sức khỏe của các anh nữa. Vì sao? Vì tháng Kim nó khắc bản mộc mà. Rồi thiên can á thì Canh Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Năm Canh tháng Canh mình chữ Quý, không có xung khắc về thiên can, cho nên công việc tài lộc không vấn đề. Nhưng tốt đẹp ở một chỗ là Canh thì thuộc Kim, Quý thì thuộc Thủy, cho nên là có thể nói là âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, cho nên có chút tài lộc ngon lành, đỡ đần hơn tháng 2 nhiều. Đây là điều rất là vui, nhưng mà sẽ không bằng tháng giêng đâu ha. Rồi địa chi Thìn Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Sửu, đây là thuộc nhóm tứ hành xung.
Thìn tức sửu mùi. Mà thìn với mùi thì nó cũng thìn với sửu thì nó cũng khá gần nhau, cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có một chút không tốt đẹp, dễ gây chuyện xào xáo, đặc biệt nếu ở trong tình cảm gia đạo sẽ có, hoặc là cái mối tình cảm ở bên ngoài sẽ dễ gây ra thị phi lắm. À, các anh nhớ cẩn thận ở cái tháng 3. Rồi tiếp đến là tháng 4, tháng Tân Tỵ. Tháng 4 thì Tân Tỵ thuộc kim tiếp, như vậy sẽ giống tháng 3 khi bổn mạng tiếp tục bị kim khắc, bổn mạng sức khỏe phải cần cẩn trọng, để ý một tí xíu. Với 2 tháng liên tiếp bị tháng tương khắc như thế này thì tháng sau nó sẽ xấu hơn tháng trước về bổn mệnh và sức khỏe của mình. Các anh nhớ cẩn thận, có thể đây là tháng có thể gây ra mình bệnh nằm một chỗ chứ không phải đơn giản đâu. Rồi đặc biệt á, là khi mà cái bổn mạng mình bị tháng nó khắc như thế này, phúc tinh và tài tinh vì thế nó mang lại cái họa lụy là nó không phát huy cái tác dụng của nó tối đa. Mà không phát huy tác dụng của tối đa thì phá và bại tinh nó sẽ hoành hành. Mà nên nhớ phá và bại tinh ở trong cung hạn của tọa cung tiểu hạn của mình rất là nhiều. Rồi thiên can Tân Quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Tân Canh thì đều là kim, Quý là thủy, cho nên cũng giống như tháng 3 với nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh kim sinh thủy, tốt cho tài lộc và công việc. Tuy nhiên nó không quá lớn đâu, đừng có mong chờ nhiều. Địa chi thì lại là tốt đẹp với tỵ sửu, là thuộc nhóm tam hợp tỵ dậu sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo đâu mà còn cho cả cái tình cảm, cho cả những cái mối quan hệ bên ngoài. Cho nên tháng này có thể nói sẽ có quý nhân mà hứa hẹn giúp đỡ gì tháng này thì sẽ được mọi điều hanh thông tốt đẹp. Tháng 3 và tháng 4 thì người quý sửu nam mạng làm ơn nhớ giùm em cẩn thận cái bộ mạng của mình. Ở trong năm tam tai thì vào những cái tháng mà xung bộ mạng như thế này, cẩn thận thôi chưa đủ đâu, phải phải biết làm lành lẫn dữ để mà có được cái bộ mạng nó tốt đẹp. Em đã nói vui ha, năm 3 năm tam tai qua đi còn là cái mạng cũng được, mất cái gì cũng được, mất cái mạng là thôi tiêu, còn cái mạng là mình sẽ còn lại được tất cả. Người quý sửu của các anh thì chậm mà chắc, mà làm cái gì nó cũng ok. Rồi tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng nhâm ngọ. Tháng nhâm ngọ là một tháng mộc, như vậy thì xét về chủ mệnh là mộc đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề. Đây là điều rất là vui. Bổn mạng thấy 4 tháng đầu năm thấy không êm, mà tới tháng thứ năm là thấy ngon ha. Thiên can á, thì nhâm quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tài lộc tiếp tục không có vấn đề gì, quá phải suy nghĩ ha. Địa chi sửu và ngọ, đây là địa chi thuộc nhóm tương hại. Ở ngoài miền Bắc thì kêu là lục hại đó. Gia đạo tình cảm sẽ chắc chắn không được tốt đẹp, để ý tai tiếng thị phi một tí xíu ở trong cái tháng xung tuổi như thế này. Như vậy trong tháng 5 thì chị phần cần để ý cái phần gia đạo và tình cảm của mình một chút xíu ha. Rồi tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, cũng tiếp tục là một tháng mộc, như vậy sẽ giống như tháng 5 với mộc đồng hành với bản mệnh, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề. Ngon à, nghe thấy tới đây là hay em rồi. Thiên can thì Quý Mùi và Quý Sửu là cùng chữ quý đồng hành, công việc tài lộc không gặp những cái việc không tốt. Tháng 5, tháng 6 là tài lộc và công việc không có vấn đề. Địa chi sửu mùi, thìn tức sửu mùi, sửu mùi là lục xung, gia đạo tình cảm không được tốt đẹp, còn có phần nào ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc và xã hội. Lục xung thì nó nặng nề hơn nhiều so với lục hại ở cái ngọ và sửu đâu. Như vậy tháng 5 và tháng 6 là 2 tháng không cần phải để ý về bổn mạng, không cần phải để ý về cái việc công việc và tài lộc, mà phải để ý về cái việc gia đình và tình cảm. Đặc biệt 2 tháng này, nhất là cái tháng 6,
sẽ rất là dễ bị thị phi tai tiếng trong công việc, và thậm chí là bị người ta đâm sau lưng, ném đá dấu tay, gây ra thiệt hại nếu như các anh đang làm ở trong môi trường mà quan vận, môi trường bộ đội, công an hoặc là cơ quan hãng xưởng, cơ quan hành chính sự nghiệp. Đó là những cái gì mà có thể nói sơ khởi ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với tuổi các anh Quý Sửu sinh năm 1973. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến mọi người cái tử vi của năm Canh Tý 2020, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý đối với tuổi của các anh Quý Sửu sinh năm 1973. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ là cái hành trang nhỏ để mà các anh biết ứng dụng vào cuộc sống, để biết cương nhu như thế nào, và ở trong cái năm Canh Tý cũng như là những tháng mà em đã chia sẻ ở đầu năm. Hy vọng rằng nó sẽ giúp các anh có những cái thành công cũng như là hạn chế bớt cái sự thất bại ở trong công việc tài lộc của mình. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Sửu khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân trong gia đình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.